chào các cô, các bác, anh, các chị. Hôm nay em xin giới thiệu mọi người, đây là cao linh chi núi Hàn Quốc, hộp gỗ đen cao cấp đó. Các cô, các bác nhìn đây, hộp gỗ đen bằng gỗ đó. Trong hộp này thì gồm có 3 hũ nhé, mỗi hũ là 120g. Thành phần chính là 90% là cao linh chi, còn 10% là đường dechin. Về công dụng thì cao linh chi hộp gỗ bồi bổ cơ thể, hỗ trợ giảm stress, giảm căng thẳng tinh thần, hỗ trợ tăng sự tập trung và trí nhớ, hỗ trợ tăng cường miễn dịch, chống các loại virus, có khả năng kháng viêm và giảm sưng tấy rất hiệu quả. Đó, cao linh chi, đặc biệt cao linh chi này nó khác biệt với so với các loại cao linh khác, đó là linh chi lấy từ trên núi. Đó. Sản phẩm được bán tại 264 Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Ninh. Royal Plaza, Facebook Royal Plaza sức khỏe cho mọi nhà, hotline 0961 936 536. Cũng là số Zalo của bên mình luôn. Đó, các cô bác, các anh, các chị có nhu cầu inbox trực tiếp Facebook hoặc gọi qua số hotline bên mình, hoặc đến trực tiếp showroom của bên mình để tham quan và được tư vấn từ nhân viên của bên mình. Chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.